Như các bạn thấy ha, trong cái gói tài khoản Clean AI này hiện tại của mình á, đây mình zoom lên trên chị thấy có 2123 Reddit ha. Nhưng mà không phải là mình mua thêm Reddit ở trong gói Clean AI đâu. Ở đây mình đã sử dụng cái gói Standard ha. Mình nhấp vào đây cho anh chị thấy nè. Gói Standard thì mỗi tháng chúng ta sẽ có 660 Reddit anh chị, cộng với mỗi ngày chúng ta sẽ có 66 Reddit free nữa. Vậy thì làm cách nào để mà một tài khoản này của mình có hơn 2.000 Reddit như thế này Nếu mà hơn 2.000 Reddit như thế này thì chúng ta cần phải mua gói Pro trở lên anh chị Ví dụ như gói Pro này đi là 3.000 Reddit cho một tháng ha Với mức giá khoảng 12.88 đô ha Thông thường khi mà chúng ta mua ở trong Colony AI này Thì mua theo gói mà càng lâu thì chiết khấu nó sẽ càng nhiều Ví dụ như là gói theo năm thì một năm chúng ta sẽ mất khoảng 79.2 đô Nếu mà mua theo tháng thì mỗi tháng là 8.8 đô Còn mua theo một tháng thì là 10 đô thì trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thêm Reddit ở trong Curlin AI để chúng ta có thể tạo video anh chị nếu đây lần đầu tiên mình chị đến với kênh mình mình xin giới thiệu mình là Tuấn từ channel nghề công sở và channel mình thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI cũng như là áp dụng vào thực tế của cuộc sống anh chị anh chị nếu mà chưa like subscribe thì cho mình xin một like một subscribe video này nhé rất cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ vào video làm thế nào để có thêm nhiều Reddit hơn ở trong Curlin AI nhé đầu tiên á khi mà anh chị sử dụng Curlin AI thì anh chị cũng sẽ biết là ở trong đây chúng ta có thể tạo hình ảnh và tạo video ha đây là cái mục mà tạo hình ảnh đây còn khi mà chúng ta tạo video thì ở đây khi mà chúng ta tạo video nó sẽ có hai phiên bản là clean 1.0 và clean 1.5 khi mà chúng ta tạo video với chế độ mà standard mode thì nó sẽ mất chúng ta là 10 reddit còn cái chế độ mà professional mode thì chúng ta sẽ mất 35 reddit ha trong một ngày thì chúng ta sẽ có 66 reddit miễn phí để chúng ta có thể sử dụng anh chị khi mà vào Clean AI anh chị sẽ thấy ở đây có một cái tab tên là community anh chị ở đây anh chị sẽ thấy có một cái tab tên là community tức là tab về cộng đồng anh chị anh chị sẽ nhấp vào đây anh chị sẽ thấy ha ở trong đây nó có khá là nhiều video hoặc là hình ảnh đây anh chị sẽ thấy ha đôi khi video nó cũng chỉ là những phân cảnh ngắn thôi đấy anh chị sẽ thấy và có những cái lượt tim những lượt like như thế này còn bên cái tab mà short phim anh chị sẽ thấy sẽ có một số video như thế này dạng là video dài hơn ha thì đây là những video á, của người dùng họ tải lên và tại sao họ lại tải lên đây? Khi mà video của chúng ta làm mà chúng ta tải lên đây để làm gì? Thì Keli AI á, họ có một cái chính sách khi mà chúng ta tải những cái video này lên đây á, thì chúng ta sẽ có thể nhận được thêm cái phần Reddit. Như anh chị thấy trong tài khoản của mình á 2123 Reddit này nè, anh chị sẽ thấy ha, Là cái gói thành viên của mình á, mình mua cái gói Standard á, là được 660 Reddit đúng không? Thì mình sử dụng hiện tại nó còn là 98 Reddit cho tháng này. Rồi 66 Reddit này á tức là mình được cộng thêm hàng ngày thì được 66 Reddit free ha. Còn 1959 Reddit này là mình được cộng thêm bonus khi mà mình sử dụng cái tính năng mà cộng đồng này. Mình kéo xuống đây cho anh chị thấy ha. Ở đây mình có ba cái dòng này nên anh chị thấy không? Share outstanding short film ha. Đấy, anh chị sẽ thấy ha. Ba cái này mỗi cái nó cộng cho mình 666 Reddit nha anh chị không có ít đâu 666 Reddit này tương đương với cái gói standard mà anh chị mua một tháng á, là khoảng 10 đô á. thì ba cái này tương đương khoảng 30 đô ha chúng ta có thể sử dụng ha thì để mà anh chị sử dụng được cái này á, anh chị sẽ vào một là community ha chúng ta sẽ tải những cái phần video hoặc là những cái phần hình ảnh chúng ta đã tạo trong Clean AI lên nếu mà những cái video chúng ta đạt được những cái lượt like lượt những lượt mà đánh giá cao á, thì anh chị sẽ có thể nhận được thêm reddit anh chị ví dụ đây là những phần video của mình đi mình vào phần my set ha anh chị sẽ thấy ở đây có một phần là một ha mình up cái phân cảnh này lên thì nó vẫn là under review ha nó chưa có được review nhưng mà cái shot phim của mình á, mình up lên thì nó chỉ có vài lượt like thôi tức là hai lượt like ba lượt like bốn lượt like thôi nhưng mà mình vẫn nhận được những cái reddit như vậy thì chứng tỏ á, anh chị không cần phải tạo ra những video mà cực kỳ là nhiều lượt like nhiều lượt share hoặc là những video cực kỳ xuất sắc thì chúng ta mới nhận được ha những video bình thường là chúng ta cũng có thể nhận được những lượng Reddit này rồi thì cách mà để chúng ta nhận được Reddit này thì anh chị vào phần community ha chúng ta chọn vào public ha ở đây chúng ta sẽ có hai phần một phần là material và một phần là short film phần material tức là chúng ta sẽ đưa những cái hình ảnh hoặc là những cái video ngắn của chúng ta lên đây anh chị có thể chọn được ở trong cái lịch sử mà chúng ta đã tạo này Đấy, chúng ta có thể chọn những cái video nào đấy mà chúng ta cảm thấy nó hay, nó xuất sắc Anh chị có thể tạo đây ha, ví dụ như mình chọn video này đi Đấy, mình nhấp vào đây và mình hình phơm ha Thì cái video này là video mà tạo cái kiểu mà nổ tung đi Mình đã tạo trong AI này Đấy, anh chị có thể đặt tên nó trên đây Ví dụ như là cái kiểu mà nổ tung chẳng hạn Đấy, một số từ ngắn thôi, không cần phải dài đâu Và chúng ta có thể mô tả thêm những cái phân cảnh này Sau đó thì chúng ta chỉ cần bấm vào Publish anh chị Đấy thì bắt đầu nó sẽ submit cái video đó lên hệ thống của Koline ha, anh chị sẽ thấy ha. Mình ở đây mình đã đưa một cái video lên và nó sẽ under review ha. Khi nào mà nó review xong thì nó sẽ publish cái video đó lên cho chúng ta. Còn cái dạng short phim nè, khi mà anh chị đưa lên á, anh chị cũng làm tương tự thôi. Chúng ta sẽ vào một community nè. Vào publish ha, chúng ta sẽ chọn short phim. Và đây mình có thể chọn một cái video nào đấy, ví dụ như đây mình có một cái video như thế này. Bây giờ mình muốn publish cái video này lên ở trong Koline thì mình sẽ đưa cái video này vào đây đấy anh chị chỉ cần kéo cái video đó vào đây ha sau đó chúng ta sẽ chọn thay cho cái video này ví dụ như cái video này về cherry thì mình sẽ để là cherry đấy ví dụ mình để như thế này anh chị ở dưới có thể mô tả thêm ví dụ như là ở đây chúng ta có thể viết tiếng việt tiếng anh gì cũng được nha anh chị miễn sao mà có cái những cái từ trong đây là được rồi ha sau đó thì ở đây anh chị cũng có thể chọn lại cái phần mà cover cái phần mà hình đại diện ấy sau đó chúng ta bấm publish lên ha đấy thì sau đó thì chúng ta sẽ vào phần asset nè anh chị sẽ thấy ha ở đây mình đã có một cái video nè và nó under review ha sau khi mà nó review xong á nếu mà video chúng ta đạt được chất lượng á và có những cái lượt tương tác á, của cộng đồng của người dùng á thì kolinai sẽ tặng cho chúng ta thêm những cái reddit ha để chúng ta có thể sử dụng cho việc tạo ra những cái video anh chị có thể sử dụng rất là dễ dàng ha anh chị một số câu hỏi khi mà chúng ta sử dụng như thế này á đó là thời hạn của cái lượt mà bonus reddit này chúng ta sẽ sử dụng được bao lâu thì mình nghĩ có thể là nó sẽ sử dụng được trong vòng cái thời hạn của cái membership reddit tức là cái thời hạn của cái standard này mình rơi chủ vào đây anh chị sẽ thấy là hết hạn vào ngày 18 tháng 10 ha thì mình nghĩ là cái lượng reddit này khi nó cộng vào thì nó cũng sẽ theo cái chu kỳ của tháng để mình xem đến cái ngày qua cái ngày 18 tháng 10 để mình xem cái lượng mà Reddit mà cộng thêm 1959 nè nếu như nó đã mất đi thì mình sẽ comment ở trên cái video này cho anh chị biết ha còn nếu mà nó chưa mất đi thì mình cũng sẽ comment cho anh chị biết để chúng ta có thể hiểu được là cái lượng Reddit mà bonus này thêm chúng ta sẽ sử dụng được như thế nào và không cần chúng ta sử dụng tài khoản trả phí mà trong tài khoản miễn phí anh chị cũng có thể sử dụng được cái tính năng community này ha chúng ta có thể sử dụng nó rất là dễ dàng đấy anh chị ở trong đây có rất là nhiều video mà người dùng đã họ đã đưa lên ha và có một số video họ đã được rất là nhiều cái lượt hưởng ứng của người dùng đó anh chị đây anh chị có thể thấy ha có nhiều lượt tim lượt like rất là nhiều ha ok anh chị đó là cách mà chúng ta có thêm reddit ở trong clean ai để chúng ta có thể tạo video ai chúng ta có thể tạo những hình ảnh ai từ trong clean ai anh chị rất là hay và chúng ta có thể sử dụng nó để có thêm lượng reddit anh chị bởi vì khi mà tạo trong đây á khi mà chúng ta sử dụng cái chính năng mà standard mode á, thì chúng ta mất là 10 reddit cho 5 giây còn khi mà chúng ta sử dụng tính năng mà professional mode giống như những video lần trước mà mình đã nói về làm hoạt hình á, thì là 35 reddit anh chị thì với một cái lượng reddit mà một cái ngày anh chị được cung cấp á, miễn phí á, là 66 reddit á, thì chúng ta sử dụng cũng không có đủ đâu như vậy chúng ta hãy tìm cách nào mà chúng ta có thêm reddit ha để chúng ta có thể tạo được nhiều video hơn, hơn anh chị nếu mình chị thấy hay á, anh chị cho mình một like một subscribe video này nhé và anh chị hãy cùng thử cách làm như thế này như thế nào để chúng ta có thể kiếm thêm reddit nha anh chị Ok anh chị, chúng ta sẽ gặp lại trong các video lần sau trên channel nghề công sở. Bye bye anh chị.